chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị lô này là mai chiếu thủy kim giòn lá kim nha anh chị, lá nhỏ nha. Loại này nó sai hoa lắm nha anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú anh chị. Rồi cây đầu tiên là mã số E1. Cây E1 cái này em báo với anh chị ha, là chừng nữa em đóng hàng mấy cây phôi này em chỉ ốp mấy cái này lên vậy nè. Đó, ốp giấy thôi. Cái này có thể bị dập gãy nha anh chị. Đây lớp da của nó là dạng da đen. Này mai chiếu thủy kim giòn, da của nó màu đen nè. Và cây là nó xù cả hết ha, cây nào nó cũng xù cái lớp da ra vậy nha anh chị. Rồi mã số E1. Hoành là 31. Hơn xíu luôn. Chiều cao 50. Đường kính màu 32. Cái đầu cắt cũ thôi nha anh chị. Rồi mã số E1 này giao lưu với anh chị là 850 em bao ship. E2 cốt lắc rất là đẹp anh chị ơi. Da của nó cây nào nó cũng vậy nha anh chị. Đó. Này gông kia nó đóng thôi. Sáng dưới đây là 30. Đây là 30 ha. Chiều cao nó là 60. Mấy cái đạn cỡ bầu khoảng hai mấy đến 30. Gông kia đóng nha anh chị, mấy cái đầu cắt cũ nè ha. Rồi mã số E2 750 đến bao ship. E3 anh chị, cái này là cái đầu cắt cũ nè, này nó có bị mẻ đây miếng nè, đó mấy cái đầu cắt cũ thì nó hay bị mẻ nè anh chị, ha. Bị mẻ mấy cái đầu ha, mình dành xử lý rồi. Chỗ này da miếng. Nó là gì, cái này nó bị cũng bị đây miếng luôn, nè, bị bể ở đây ha. Còn đây là lớp da của nó gì nha anh chị. Hoành đây 34, em đo sát như này là 34 hoành, chiều cao là 59. Dễ sống lắm nha anh chị, mai chiếu thủy dễ sống ha. Nè, cái này da nó gì nè ha. Rồi E3 650 em bao ship. E4 này cũng cành đều gan hết trơn. Hoành 29. Cao là 40. Nè chị, nó bụng lá nó lên trời nè. Cái này nữa em ốp giấy thôi. Trời non sẽ bị dập gãy nha anh chị. Lưu ý giùm em điều đó ha. Mấy cái đầu nó hay mục mục, mấy cái đầu cắt cũ nha anh chị. Cái đầu cắt cũ không tha keo hồi đó là nó bị mục à. Hoành 28. Chiều cao 40. Rồi mã số là E4 750 em bao ship. E5 cụm lá đầu cắt cũ nè ha. Hoành đây 28 em đo về luôn ha, đo dọc qua cái này luôn. Chiều cao 42. Đường kính bầu là 27. Này chỗ này nó có nhánh, nó bị xích cái nhánh ra. Rồi mã số này là mã số E5 600.000 em bao ship toàn quốc. E6 nó ra hoa quanh năm luôn á, này nó mới gục hoa đợt rồi đó anh chị. Rồi em đo sát dưới này là 30 hoành, chiều cao là 69. Cái này màu cỡ thôi nha anh chị, mấy đầu cắt cũ này đường nó hay bị mẻ ha. Rồi mã số E6 750 em bao ship, da nó xù ra. E7 mấy này lâu lớn lắm nha anh chị, lá nhỏ lâu lớn nha. Rồi mã số này là E7. Hoành vậy là 31 nè anh chị. Chiều cao là 58. Cây này bầu của nó là 30. Rồi mã số này là mã số E7 850 30. E7 850 thôi nha anh chị. E8 chung để giá rẻ rẻ cho anh chị chơi ha. Này nó có cái nhánh mà nó bị gãy rồi nha anh chị. Em cắt bỏ rồi ha. Giòn nha, da của nó xù ra như vậy nè. Rồi này em đo sát dưới này luôn ha, em đo hoành sát dưới này là 35. Rồi em đo cái hai nhánh nhỏ này là 23 nè. Chiều cao nó là 38. Đế của nó dữ lắm nha anh chị. Rồi cái này đầu cắt cũ thôi. Rồi mã số này là mã số E8 650 em bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. E9 bể trên cái nhánh cũ cắt cũ ha, đầu cắt cũ hay bị vậy đó.
hoành nó 23, cao là 39. E chín thì 750 ba xít. Mai chú thủy này đi đâu cũng không sao nha anh chị, tuần 10 ngày cũng bình thường ha, dễ sống á. Này cái nhánh cũ thôi, à, cái đầu cắt cũ là hay bị mẻ ha. Rồi mã số E 10, hoành sát đây là 34 nha anh chị, chiều cao 34. Mấy chậu non này là em vận chuyển có thể bị dập gãy ha. Rồi E 10 này 800.000 em bao ship toàn quốc cho mình luôn. E11 ha. Cây này khủng bố luôn. Cây này to nè anh chị, cho anh chị coi cái lớp da nó xù là anh chị biết nó già dữ lắm rồi ha. Cái loại này lâu lớn lắm anh chị ơi. Hoành đây 36, chiều cao là 51. Cái này cỡ bầu hai mấy đến 30. Rồi mã số này là mã số E11, 850 anh bao ship nha anh chị. Hoành nó là 31, xếp dưới này, chiều cao 45. Chị nghe kỹ cái mã số giùm em ha, chốt đúng mã gửi đúng cây nha anh chị. E12, 800.000, em 3 ship, E12. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em về được một lô kéo tỉa cành cán gỗ ha. Hàng này hàng vải nha anh chị, hàng vải rất là bén ha, với kéo cắt cành giá rẻ luôn nha anh chị. Này em test thử cho anh chị xem luôn ha, đây là cây mai ha. Cây đầu tiên là em test cái cây là kéo tỉa, này là hàng cán gỗ, hàng rất là bén nha anh chị. Đây cái giấy, tờ giấy này anh chị xem nè ha, em cắt cho anh chị xem đó, rất là mức gượt luôn ha. Đó, kéo tỉa này em bao hàng bán nha anh chị, anh về anh chị cứ mở ra xem, không bán cứ trả lại cho em ha. Hàng kéo tỉa nha anh chị, cái này là kéo tỉa đó, so rất là đẹp luôn. Này em thay dầu nhớt lại hết rồi đó, này hàng bãi nha anh chị đó. Cái cây này kéo tỉa này thì em để giá cho anh chị là 180.000 đó, em bao ship ha, 180.000 em bao ship. Anh chị xem nè ha. Đó, em bao bán luôn nha anh chị. Anh chị xem ha. Anh chị cứ mở ra xem, nếu mà thử, nếu mà không bán thì cứ hoàn trả lại cho em ha. 180.000 cây thôi anh chị ơi, em còn mớ cây thôi. Đó, rồi. Xong mà tới hàng đây là kéo tỉa nha anh chị. Này hàng của không thấy nó để luôn. Này em chỉ biết là hàng bãi thôi. Hàng rất là bán. Trên chữ đây là hàng của Taiwan nè. Đó, rất là bén luôn nha anh chị, bao hàng bén luôn. Đây kéo tỉa ha anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Rồi tiếp theo là hàng kéo cắt. Đây, kéo cắt nó có hai loại. Một loại màu đen và một loại màu loại cán đen và loại cán đỏ. Đó, anh chị thích loại cán nào thì ấy ha. Đây em tháo thử một cây cho anh chị xem luôn ha. Cắt thử cho anh chị xem luôn. Ở đây này, thì nó có một cái lò xo dự phòng cho mình, khi nào mà nó đứt gãy hay lò xo hay là mắc á, mình thay lò xo này ha. Hàng mới đàng hoàng luôn nha, này hàng mới nha anh chị. Đây đó, chị thấy kéo nè, rất là đẹp luôn ha. Đây nó để chữ Sapan SK5 V7 ha. Đây test thử cho anh chị xem luôn ha. Đây cây mai em ha, nè đó, rất là ngọt luôn đó, anh chị xem ha, ngọt liệm luôn nha anh chị. Nè, ngón tay út luôn ha. Đó, rất là ngọt luôn đó. Đây, cắt cho cái này cho anh chị xem đây. Đó, nè. Ha, cắt cho anh chị xem nè. Rất là bén luôn nha anh chị. Đó. Bao hàng cho anh chị luôn. Anh chị cứ mở ra xem. Đó, được cắt thử cái cây, không bán khỏi trả tiền. Cái cây này thì em để cho anh chị là 120.000 một cây nha anh chị. Ha. Kéo cắt, anh chị mà muốn màu đen thì lấy màu đen, muốn màu đỏ thì lấy màu đỏ đó, hai cây cùng loại thôi anh chị ơi, rất là bán, em bao hàng bán luôn chị xem luôn ha. Nè
đó, cắt rất là nhẹ nhàng, cắt là mướt nè, đó, đó. Ừ, rất là bén nha anh chị. Ừ, anh chị cứ mở ra cắt thử ha. Đó, không bén là không cần trả hàng tiền này cho em ha. Cây này thì chỉ 120.000 một cây thôi, em bao ship cho mình luôn ha. Nay em về được hai loại này. À, một là kéo tỉa. Ừ, 180.000. Này một kéo cắt 120.000, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi xin chào anh chị, cảm ơn anh chị đã xem. Nào anh chị ủng hộ cứ thình liên hệ với em ha, em ship tặng nhà cho mình luôn nha anh chị.